bộ cổ bô inox nhập 304 dành cho Vario 27 trở về trước để đi Long Forest nha anh em, Long Forest 4 rock á, kèm luôn bán nha. Này là hàng nhập nha, chứ không phải là hàng làm hàng chợ nha anh em. Tại vì bán hết rồi, giờ còn dư lại đâu. Bộ cổ bát này để dành cho anh em Vario 27 mà lên bô 4 rock mà thiếu cổ á, thì quốc bộ này nha. Bộ này mình bán cho anh em giá 500 nha anh em. Tình trạng là mới cứng 100%. Cổ nhập nha. Đó, anh em nhìn thấy là biết rồi. Cổ bô inox 304 cộng kèm bát inox 304. Xử lý mờ luôn nha anh em. Bát xử lý mờ. Rất là đẹp. Bộ này mình bán 500 nha. Cổ bát Vario 27 dành cho anh em đi 4 rock. Long bô 4 rock nha. Lên xe bao đẹp, bao chuẩn, cũng phục.